Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy là Samsung Galaxy A7 2017 với tên mã là SMA720FDS đang có mặt tại dịdộngcao.vn với phần nắp lưng đằng sau giống như dòng A5 bằng kính rất đẹp như này. Hiện tại dịdộngcao.vn có tất cả các loại phụ kiện, linh kiện trên A7 2017 nói chung và phần nắp lưng đằng sau của A7 2017 nói riêng thì mới với các bạn với đầy đủ tất cả màu, từ màu vàng, màu đen, màu xám đều sẵn tại dịdộngcao.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới nắp lưng của A7 2017, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng của A7 2017 đã có mặt tại dịdộngcao.vn.